Chúa theo Thánh Matthew, chương 8, câu 28 đến 34. Khi Đức Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia và đến miền Gê-sa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: "Hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?" Khi ấy, ở đằng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia." Người bảo: "Đi đi." Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Quý vị và các bạn thân mến, thời kỳ nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa cũng là thời kỳ ma quỷ cố gắng nhập cuộc, như thứ cỏ lùng giữa lúa. Do đó, trên đường giảng dạy, Chúa Giêsu cũng thường xuyên gặp những người bị quỷ ám. Khi ám tàn, ma quỷ chiếm đoạt thân xác và trí khôn của nạn nhân. Nó ở trong họ như ở trong nhà riêng của mình. Đôi khi nó hành hạ nạn nhân, xô ngã khắp nơi và làm cho họ bị bất tỉnh. Có nạn nhân trở thành người có sức khỏe lạ thường, bẻ cả xiềng xích. Hoặc nạn nhân có thể được một vài điều kiện kính nhiệm như xưng tên Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Nói chung, những người bị quỷ ám thường bị ma quỷ chiếm đoạt lý trí, mất an bình trong lương tâm, bất quân bình tâm lý và tình cảm. Khi bị trục xuất ra khỏi thân chủ, ma quỷ còn thực hiện trên con người một quyền năng phá hoại, như bài tin mừng hôm nay là xô cả đàn heo xuống biển. Ma quỷ vốn xuất thân từ loài thiên thần của Thiên Chúa, nên chúng có những hiểu biết tinh khôn hơn loài người chúng ta. Do đó, khi gặp Đức Giêsu, chúng nhận ra ngay sự hiện diện của Thiên Chúa mà kêu lên: "Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông?" Chúng ta biết là trong thế giới thần linh này, ma quỷ cần có một chỗ ngủ như cần một ngôi nhà để ở. Dù sao, trong một linh hồn có tội vẫn sướng hơn ở hỏa ngục. Vì thế, khi đang chiếm hữu được một người mà bị đuổi ra thì khổ sở lắm, nên ma quỷ mới kêu lên: "Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?" Chúng ta thấy một điểm đặc biệt trong câu chuyện này là tính cách đông đảo của ma quỷ. Vì chúng nhập vào bầy heo cả vài ngàn con, đó là minh chứng về sự hiện hữu của ma quỷ. Do vậy, dù chúng ta nghĩ gì đi nữa, ma quỷ vẫn có thật. Vì ma quỷ là loài sa ngã, nên nó rất tinh khôn trong việc cám dỗ và thử thách với muôn ngàn cách. Ma quỷ thường thổi phồng những tội ác lên ngôi, từ một yếu điểm thành tội, từ tội nhẹ đến tội nặng, từ tội nói dối nhẹ đến chỗ lừa đảo, trộm cướp, giết người. Ma quỷ thường chen vào các dục vọng và nhất là những nhu cầu của mỗi người đang cần. Chúng can thiệp vào được cả những tính nết xấu như ích kỷ, kiêu ngạo, mê tín, đồng bóng,
chiêm tinh. Ma quỷ không bao giờ ngủ, và Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn đó thôi. Do vậy, để giúp các tín hữu tỉnh thức trước sự hiện diện của ma quỷ, Thánh Phêrô đã nhắn nhủ rằng: anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Ước gì với sự trợ giúp của ân thánh và sự nỗ lực của bản thân, mỗi người chúng ta có thể vượt thắng trước sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết chọn Chúa, đi theo Chúa và sống những giá trị tin mừng trong cuộc đời. Xin Chúa cũng giúp chúng con vượt qua được những cơn cám dỗ của ma quỷ, của thế gian và xác thịt. Amen.